Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì em tiếp tục làm video giới thiệu cho anh chị và các bạn một con xe lướt vừa về. Một mẫu xe mà bền bỉ, nồi đồng cua đá và đang đứng hàng đầu trong phân khúc xe cũ. Đó là một chiếc Vios 2019, số sàn bản E 1.5. Một con xe bản đủ 7 bóng khí. Một con xe đẹp đã lên form mới rồi. Thì cuối 2018 nó đã lên một cái form dáng mới. Form dáng đẹp hơn rất nhiều, kể cả từ nội thất, ngoại thất, kể từ khác toàn bộ, từ pha đèn cho đến đèn gầm, la răng và nội thất đều khác nha. Từ những cái cửa gió điều hòa khác hoàn toàn luôn so với cái form mà đầu 2018 đổ về đến 2014 nhé. Thì đây là một chiếc xe đẹp, số sàn, tư nhân chính chủ, xe lướt 2019. Con này thì trang bị quá nhiều đồ chơi và phụ kiện đầy đủ hết rồi. Đấy, từ cảm biến lùi, và đây là toàn bộ phần đèn đuôi sau này. Đó, đèn hậu, từ những cái đèn đồng dưới này. Đó, la răng lốp dép mới. Đây, la răng lốp dép mới nhá, lốp theo xe luôn. Đây, tuần thứ 40 của năm 2019. Đó, một con xe màu vàng cát. Xe thì vừa về, vẫn còn đang bẩn nguyên. Đấy, vẫn bẩn nguyên luôn. Đó, hôm nay thì em sẽ cho đi dọn dẹp đây, tỉa toát một vài chút sơn sơn này, sơn zin này, sơn zin luôn. Đấy, sẽ cho đi tỉa toát một chút. Con xe này thì vào bộ đèn gầm bi. Cái thời điểm cách đây khoảng chục hôm thì cái đèn gầm bi này sẽ không khám được nhá, rất là khó khăn, nhưng thời điểm này thì đã có công văn mới, đèn gầm là khám được rồi. Trừ mỗi là bi pha thì đang hơi khó khăn một chút thôi. Toàn bộ mép mí ba là sốc này. Toàn bộ mép mí con này còn chưa căn chỉnh, mà chưa sơn tỉa gì mà mép mí nó đã đẹp như thế này rồi. Đấy, phía trong nội thất thì quá nhiều đồ chơi. Một con xe mà bền bỉ, nồi đồng cua đá. Con này thì chủ cũ bọc bộ da ghế màu nâu đỏ. Đấy, màu nâu đỏ bởi vì là nguyên bản nó sẽ là ghế nỉ nhá. Đấy, form này thì nó sẽ có bệ tỉ tay. Toàn bộ táp ly này. Toàn bộ táp ly. Cầm bệ lồng rè cô lốp thì quá là mới luôn. Đấy, chưa dọn dẹp gì, con này em phải cho đi sơn gầm chống gì nữa. Đây nó đang bị bạc bạc này. Đấy, cái màu đen đang bị bạc bạc này. Riêng qua tay cửa hàng em thì sẽ dọn dẹp đen hết. Đấy, dọn dẹp đen bóng hết. Đây là toàn bộ phần khoang cốp sau, khóa bản lề và toàn bộ phần đèn gầm, quả lốp dự phòng đây. Đấy, xe chưa dọn gì đây. Lốp này, lốp vẫn theo xe nhá. 29, xe lốp dự phòng vẫn bẩn lắm. Chưa dọn mà, bẩn lắm. Toàn bộ máng nước này, keo chỉ zin hết nhá, zin hết luôn. Không mất một phần keo chỉ nào. Bảo hành luôn cho anh chị và các bạn. Bảo hành luôn. Còn đây là toàn bộ phần máy. Máy đây. Đó, khoang máy đây. Máy đây. Máy thì zin từ lắp dàn cò rồi, khẳng định luôn là zin từ lắp dàn cò. Đây nỉ cabo này. Toàn bộ keo chỉ này, kể cả những cái keo chỉ phần đầu cabo này. Đó, toàn bộ cái đầu răng, toàn bộ tai đèn zin hết. Zin hết luôn. Không động chạm bất cứ một đốc nào. Đó, toàn bộ khoang máy. Đối với phiên bản máy trắng này thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn so với bản máy đen. Đó, nó sẽ nổ bé hơn. Đây là nội thất vẻ mặt tắp lô. Đó, con này thì đèn gầm này, bi gầm thì nói chung trơn trượt này. Cửa gió khác này. Đấy, cửa gió khác. Màn hình Android, cam hành trình đủ hết. Con này có thêm cả cruise control. Cruise control nhá, lắp thêm cả cruise control, chế độ ga tự động của số đây. Và một phần da này. Đó, một con xe đẹp. Bản 7 bóng khí. Đây, em sẽ chạy nha. Sẽ chạy một đoạn cho anh chị và các bạn. Em sẽ cài cruise control cho anh chị và các bạn. Con này thì cài thêm cruise control nó nhàn lắm. Chạy nhàn lắm. Này em chạy 6.7, chỉ 6.7 km zin luôn. Đây, thứ nhất là mình bấm nó vào này, bấm nó vào, gạt nó lên. Đó, đây, buông hết hai chân rồi nhá, buông hết hai chân rồi. Đấy, ga này em gẩy lên cho ga nhanh hơn này. Đó, ga nhanh hơn, giảm ga này, gạt xuống dưới. Đây nhá, hoàn toàn không dùng chân nhá, hoàn toàn không dùng chân, dùng toàn bộ tay hết. Đây. Đây là chế độ cruise control được cài thêm. Nhưng mà cũng cực kỳ an toàn nhá, chỉ cần đạp phanh thôi là nó sẽ hết. Đấy, km sẽ giảm dần. Tuy nhiên là mình lại gạt lên, gạt set này lên, nó lại ga.
Đó. Đây, nó sẽ hiển thị đồng hồ set cruise control màu xanh này. Đây. Đó, ga rất là nhàn, khi lên cao tốc nhàn lắm, hai chân chả phải động chạm gì đến nữa. Đấy, chúng ta chỉ để gần chân phanh, khi mà có trường hợp xấu chúng ta đạp phanh thôi. Đấy, đạp phanh thôi là sẽ hết. Đấy, hoặc tắt đi để ấn vào bỏ ra là hết này. Đó. Ấn cái nút đầu này vào là hết nhé. Là hết. Vậy thì nếu anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm một con Vios nồi đồng của đá xe lướt đời cao mà tầm khuôn giá rẻ thì alo cho em. Con này 2019 nhá, 2019 con trắng hôm trước em bán về Hà Nam là 420 triệu, em đang gần như là báo trên là báo giá là 430. Đấy thì em bán về Hà Nam giá rất là ưu đãi cho khách hàng mà theo dõi livestream mà để cho bác này là 420. Thì riêng chiếc xe này hôm nay thì vào màu vàng cạn là màu đắt nhất, nhưng tuy nhiên thì nó thời điểm gần Tết rồi và cuối năm rồi, em để cho các bác con xe này cực kỳ mềm 418 triệu. Bao gồm cả phí rút hồ sơ cho anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.